Đàm Tùng Vận và Mao Hiểu Đồng từng bị loạt đền bồi chơi diễn kém. So với mặt bằng chung của dàn tiểu hoa hiện nay thì chúng tôi thấy Đàm Tùng Vận và Mao Hiểu Đồng có phần nổi bật hơn hẳn nhờ diễn xuất ổn. Họ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Nhưng các bạn đã xem show Sự Ra Đời của diễn viên hay chưa? Chúng tôi nhớ có khi Đàm Tùng Vận và Mao Hiểu Đồng cũng xuất hiện trong show này. Họ đã nhận phải khá nhiều những bình luận tiêu cực đến từ các tiền bối trong ngành như Trường Tử Di, Tổng Đan Đan và Hồ Quân. Trong show Sự Ra Đời của diễn viên thì Đàm Tùng Vận, Mao Hiểu Đồng cùng Mã Khả, Tăng Thuấn Hy tái hiện lại tác phẩm kinh điển Như Sương Như Mưa Lại Như Gió trên sân khấu. Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, cả bộ diễn viên sẵn sàng lên sân khấu. Nhưng vở diễn này của họ thực sự khiến chúng tôi và những khán giả từng xem đều phải nhíu mày. Lúc này đây có lẽ các bạn sẽ thấy, hóa ra Đàm Tùng Vận và Mao Hiểu Đồng cũng chưa diễn tốt như bây giờ. Theo Trương Tử Di thì cô ấy cảm thấy cả bộ diễn viên của chúng ta đều rất nhập tâm và nghiêm túc. Nhưng vì diễn xuất của họ quá tràn đời nên cô ấy chẳng thể tin được nữa. Nữ diễn viên gạo cội Tổng Đan Đan lại khẳng định, cô thấy lớp học bối này không biết diễn, mọi người đều chỉ tự lo cho bản thân mà thiếu đi sự kết nối với bạn diễn, không thấy sự ăn nhập ở đâu cả. Thẳng thắn hơn là Hồ Quân khi anh cho biết, bốn ngôi sao trẻ này không có tư cách của một diễn viên. Trên sân khấu của Sự Ra Đời của diễn viên, Đàm Tùng Vận và Mao Hiểu Đồng đã thực sự để lộ những thiếu sót trong diễn xuất. Đây cũng là điều khiến họ phải nhìn nhận lại năng lực của bản thân. Thật ra trong showbiz hoa ngữ mấy năm qua, sự trỗi dậy của phim thần tượng và ngôi sao lưu lượng đã khiến cho cụm từ diễn giỏi trở nên quá xa vời. So với những ngôi sao lưu lượng gây tranh cãi về diễn xuất thì rõ ràng Đàm Tùng Vận và Mao Hiểu Đồng có được phong độ ổn định. Khi xem phim, khán giả mãi mới tìm ra được những diễn viên như Đàm Tùng Vận, Mao Hiểu Đồng và thấy họ ổn hơn so với mặt bằng chung. Đàm Tùng Vận trong show Sự Ra Đời của diễn viên có nói, cô ấy đã nhận được quá nhiều lời khen ngợi nên chẳng biết vấn đề của bản thân mình nằm ở đâu. Chúng tôi thấy rằng một diễn viên khi nhận được quá nhiều lời khen thì họ sẽ mặc định bản thân đang làm đúng, mà không nghĩ rằng những lời khen ngợi đó bao nhiêu phần cho có, bao nhiêu phần chỉ là đang khích lệ. Đồng thời chúng tôi cũng thấy có khá nhiều bình luận lên tiếng bảo vệ cho Đàm Tùng Vận và Mao Hiểu Đồng. So với cách quay phim thường thấy thì việc lên sân khấu diễn một vở kịch có độ khó cao hơn nhiều. Hai nữ diễn viên này đã quá quen với cách phim, sai thì quay lại. Còn một khi lên sân khấu, dù sai họ cũng chẳng thể sửa lại được nữa. Đối với những diễn viên ít có cơ hội lên sân khấu kịch như họ mà diễn như vậy cũng không có gì là lạ cả. Sau chương trình này có lẽ Đàm Tùng Vận và Mao Hiểu Đồng đã có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Chúng tôi thấy họ diễn tốt hơn hẳn thời điểm khi tham gia Sự Ra Đời của diễn viên. Đây cũng coi như một bài học có ích và khó quên đối với họ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.